Xin chào các bạn, video này sẽ hướng dẫn các bạn vượt qua cái cảnh báo chế độ cài đặt bị hạn chế trên MIUI 14 Android 13 khi các bạn đang muốn truy cập dấu chấm thông báo hoặc là truy cập vào các cài đặt hỗ trợ tiếp cận. Giả sử như là ứng dụng Launcher của mình ở đây đang cần dấu chấm thông báo, đang cần quyền truy cập vào quyền thông báo để hiển thị dấu chấm thông báo. Và khi thay đổi cài đặt thì nó sẽ hiện là chế độ cài đặt bị hạn chế. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Đầu tiên vào cài đặt ứng dụng, quản lý ứng dụng, và ứng dụng mà mình đã vừa cài đặt ở đây là Launcher, kẻ sử dưới cùng, cho phép cài đặt giới hạn, bật nó lên. Và thế là xong. Bây giờ quay lại. Đấy, nó đã cho phép mình bật lên. Và thế là quyền truy cập thông báo đã được cho phép. Đấy, đấy là cách mà bạn vượt qua cái chế độ cài đặt bị hạn chế mà do Google đặt ra ở các phiên bản Android 13 trở lên để tránh các cái kẻ gian nó sử dụng quyền hỗ trợ tiếp cận để đọc các cái tin nhắn, các cái mã OTP của mình và có thể là đánh cắp thông tin. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.